Quyền xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Và hôm nay thì Quyền cảm thấy rất là vui nên làm một cái video này, gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Vì hôm nay là ngày mà kênh TikTok của Quyền đã đạt hơn 20.000 người follow, kênh YouTube thì cũng đạt hơn 16.000 người đăng ký theo dõi kênh. Quyền biết đây là những tấm lòng, những trái tim, những lượt like và những lượt đăng ký kênh đã ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua, từ tháng 2 cho tới tháng 10 năm nay, trong khoảng thời gian tầm khoảng 8 tháng Quyền làm YouTube và TikTok. Và đây là một trong những tấm lòng của các cô chú, anh chị và các bạn. Quyền sẽ ghi nhận nó vào tim, sẽ để nó ở đây. Đó là một trong những động lực lớn nhất đối với Quyền để làm những video clip sau này. Sẽ cố gắng sẽ làm những video clip hữu ích và hay hơn nữa, sẽ làm nhiều clip hơn nữa để gọi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, sẽ không phụ lòng các cô chú, anh chị và các bạn đã tin yêu. Quyền sẽ cố gắng phấn đấu trong khoảng thời gian sớm nhất, đó là mục tiêu của Quyền, sẽ là 100.000 người follow trên TikTok và 100.000 người đăng ký kênh trên YouTube. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các cô chú, anh chị và các bạn. Nếu mà các cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Quyền trên TikTok thì cũng có thể sang YouTube để đăng ký kênh để ủng hộ Quyền với nha. Và ngược lại, nếu mà cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Quyền bên YouTube thì cũng có thể sang TikTok để mà follow, ủng hộ Quyền với nha. Lời cuối, Quyền xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Một lời cảm ơn chân thành nhất của Quyền dành đến cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên để lại một tim, một like, một đăng ký kênh, một follow để ủng hộ Quyền với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn trong các clip sắp tới.